chào các bạn. Hôm nay kênh Bách Khoa Tri Thức sẽ nói về thực phẩm có ích cho người bị ung thư gan. Thứ nhất, sữa và sữa chua. Một kết quả nghiên cứu do bác sĩ Renato Talamini thuộc Viện Nghiên cứu U bướu ở Aviano, nước Ý thực hiện đã đưa ra kết luận rằng việc uống sữa và ăn sữa chua đã làm giảm khả năng phát triển của bệnh ung thư gan, đồng thời cải thiện cơ hội phục hồi từ căn bệnh nguy hiểm này. Thứ hai, thịt trắng. Đã có rất nhiều kết quả nghiên cứu khác nhau trên thế giới khẳng định việc tiêu thụ các loại thịt trắng thay cho thịt đỏ sẽ giúp cơ thể chống chọi các bệnh ung thư gan tốt hơn. Thứ ba, rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ. Ăn từ 7 đến 9 bữa rau xanh và trái cây mỗi ngày. Hãy cố gắng ăn thật nhiều các loại trái cây tươi và rau xanh, đặc biệt là những loại có chứa lượng vitamin C, B và các chất chống oxy hóa ở mức cao. Tất cả các kết quả nghiên cứu đều cho thấy những người sử dụng những loại rau có màu vàng và cam như bí ngô, khoai lang và các loại rau có hình chữ thập như bông cải xanh đều giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư gan so với những người không ăn các loại rau này thường xuyên. Thứ tư, trà. Tất cả các loại trà đều chứa các chất chống oxy hóa, nhưng trà xanh được đánh giá là có khả năng xuất sắc trong việc phòng chống bệnh ung thư. Nước ép trái lựu. Loại nước ép này chính là đối tượng của nhiều cuộc nghiên cứu về khả năng phòng ngừa ung thư. Chúng đã chứng minh có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư gan. Thứ sáu, dầu ô liu. Dầu ô liu là lựa chọn phù hợp nhất trong trường hợp bạn muốn dùng dầu ăn để chế biến, nấu nướng các món ăn. Bên cạnh yêu cầu sử dụng các loại chất béo ở mức hạn chế khi đang điều trị bệnh, dầu ô liu còn được cho là có khả năng phòng ngừa bệnh ung thư gan. Thứ bảy, chất béo. Axit béo và omega 3 từ thực vật hay từ cá đều tốt cho gan và làm chậm quá trình ung thư hóa gan. Do đó, chất béo từ cá, trứng, đậu mè tốt cho gan. Điều cốt yếu là không dùng dư thừa. Chú ý nên chế biến thực phẩm theo lối kho, nấu, luộc, hấp chứ không nên rán. Đối với trứng, có nhiều ý kiến khuyên trứng, kiêng trứng, nhưng thực tế cho thấy lòng trắng trứng chứa nhiều methionine, cysteine là các chất axit amin bảo vệ gan. Lòng đỏ trứng chứa nhiều chất béo, nhưng chất béo này là phosphatidylcholine, còn gọi là lecithin, tốt cho gan. Trứng có chứa lượng sinh tố nhóm B. Nếu một ngày bạn ăn một lòng đỏ trứng gà, đáp ứng 1/3 nhu cầu vitamin của cơ thể. Như vậy, trừ những người bị dị ứng với trứng, người bệnh có thể cách ngày ăn một quả trứng luộc. Vitamin và khoáng chất. Các vitamin và khoáng chất rất cần thiết cho gan. Mỗi ngày cần bảo đảm đủ rau quả tươi xanh. Rau xanh 200g cộng một củ quả non 1000g cộng với quả chín tươi 200g. Trường hợp người già yếu không thể ăn đủ sinh tố quả rau thì có thể uống thêm mỗi ngày một viên đa sinh tố B-complex hoặc viên đa sinh tố khoáng chất. Ngoài ra cần bổ sung thêm các khoáng chất như canxi, selen và kẽm. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy nhớ đăng ký kênh để nhận những thông tin hữu ích, ủng hộ kênh Bách Khoa Tri Thức nhé.